Chào bầu chú đồng. Đâu 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 đâu. Chào bầu chú. Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Có. Đó, Sài Gòn tối hôm nay ngày 13 tháng 11 năm 2021. Tối nay mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng ở quận 7 này nha. Đi dạo với gia đình Vinam TV, với bạn đồng nhỏ với Nị. Lâu rồi đầu không có đi ra đường, không có đi vòng vòng. Chú bán cái số. Chú bán cái số mình lấy. Chú bị tập cái chân mấy tiền. Thấy khổ. Ta chờ đèn đỏ xíu nha. Tối nay thì sẵn tiện đi một vòng rồi quay chia sẻ cùng anh chị và các bạn xem để mình thấy mình kéo vậy. Thấy Sài Gòn cuối tuần nó như thế nào ha. Hôm nay mình không có đi ở trung tâm Sài Gòn mà mình đi ở bên quận 7. Trước mặt chúng ta đó là giao lộ Nguyễn Hữu Thọ với lại Nguyễn Thị Thập. Con đường Nguyễn Thị Thập nổi tiếng rất nhiều hàng quán ăn uống, rất là đông. Quán nhậu rồi quán trà sữa rồi rất là nhiều, đông người lái đông. Đi để cho đồng nhìn thấy đường phố. Rồi hồi nữa coi có hàng quán nào bên Phú Mỹ Hưng mà vắng vắng ngồi ngoài thì cho ngồi chơi chút xíu. Cái cảnh đông đúc này nhớ tới cái hôm mà giãn cách vừa mới mở cửa ha, vừa mới mở gỡ giãn cách ha. Tôi vẫn quay rồi tôi vui lắm. Đông đúc. Lúc đó đường phố không có ai, ai cũng không được ra đường, ở nhà thôi. Bây giờ nhìn thấy đường phố quá trời đông ha. Đây con đường Nguyễn Thị Thập. Đường Nguyễn Thị Thập nối dài từ Nguyễn Hữu Thọ này cho đến cầu Phú Mỹ luôn nè, đến đường Quỳnh Tấn Phát. Khu này có rất là nhiều chung cư. Ở đây là chung cư Hoàng Anh Gia Lai ở mặt tiền Lê Văn Lương đó. Ở đây giao lộ Lê Văn Lương. Qua đó được. Bữa giờ đồng học từ thứ hai cho tới thứ sáu. Thứ hai học buổi sáng. Ủa, sáng học ở nhà. Rồi 3 giờ học ở nhà cô giáo tới 5 giờ chiều. Đồng đồng được cô hái, cô thương thêm nửa tiếng nữa. Đồng được ưu ái hơn mấy bạn kia. Có lại thêm nửa tiếng nữa. Sao kỳ vậy? Đồng ơi tắt đèn ra đi coi. Tắt đèn ra bên trái nè. Bên tay trái, bên tay trái, bên tay trái. Tắt vô. Đây. Tắt vô. Buổi tối ở đường Nguyễn Thị Thập đông vui ha. Hàng quán ăn uống. Anh giờ quán nhậu đồ là coi như là bán lại bình thường hết rồi. Như chưa hề xảy ra chuyện gì hết. Mà mặc dù nhà nước cũng đang cảnh báo là nguy cơ bùng dịch lại tăng, lại cao. Thôi nhưng mà lúc nào an toàn thì cứ giữ thôi. Không biết làm sao bây giờ.
chuyện gì tới nó cũng sẽ tới. Mà cầu mong cho đừng có bùng dịch nữa. Đồng nói đồng có xe đó luôn. Xe gì? Xe đó xịn gì? Xe mini gì? Mini Cooper hả? Mini Cooper. Ở đâu con có? Thì xe nước Anh đó. Xe nước Anh đó. Mà nhỏ thôi, xe nước Anh mà. Ừ. Cháo dịch, bún măng dịch, miếng dịch. Ở dọc dọc lề đường bây giờ bán đồ ăn cũng rất là nhiều luôn, dễ mua. Đi ngang cái mua cái đem về. Hai nơi ở đây đồng không? Có hai nơi ở ngoài lề đường đồng. Hôm nay thì gia đình anh chị hai đi về quận 2 rồi à, nên tối nay về thành phố Thủ Đức. Chị Nơ tối nay đi chơi rồi. Con cũng đi chơi luôn. Ba người đi là ba người đi luôn. Ba người lấy quán nhậu là giống như là một cái chương trình không thể thiếu của người Việt Nam vậy đó. Nhiều khi nhậu quen á, không có khó chịu buồn. Quán nhậu V404 quá vậy, đúng không? Chỗ này là V404. Chút xíu nữa ta sẽ đi ngang chợ Tân Mỹ để xem ở khu chợ Tân Mỹ về đêm ở đó như thế nào ha. Ở bên quận nhất thì phố đi bộ Nguyễn Huệ đồ chắc bữa nay là kẹt xe đông đúc rồi. Nên cả nhà quyết định đi quận 7 đi cho nó vắng. Quận 8 hả? Đồng đó bên đây là quận 8. Đồng hỏi bà cô chú khỏe không? Bà cô chú khỏe không? Bữa giờ Đồng ở nhà lo học rồi không à, nên thành ra cũng không có quay gì ở nhà nữa. Nên thành ra lâu rồi cô chú anh chị không có gặp bạn Đồng nhỏ. Thường thì tuần được đi đi dạo một lần, giữa tuần thì có khi được đi nhà sách. Giờ con nít chưa được chích ngừa nên thành ra chưa có được đi đâu, siêu thị rồi thì không có được vô rồi. Cái trung tâm thương mại mấy trẻ em đâu vô, đâu có đồng đâu. Chủ yếu có nít nó vô, ba mẹ mới vô. Mà nói vậy. Hả? Mà nói là mấy khu vui chơi chưa cho con nít vô. Vậy giờ cái khu vui chơi cho người lớn rồi. Vậy hả? Giờ thành khu vui chơi cho người lớn luôn à? Ngay chỗ này là giao lộ Lâm Văn Bền nè. Lâm Văn Bền bên cánh trái. Đông thiệt, con đường Nguyễn Thị Thập này đông thiệt. Còn 2 tháng rưỡi nữa là tới Tết nè, Tết âm lịch nè. Nhưng mà không biết tình hình Tết năm nay như thế nào nữa.
mà dự kiến là chắc có lẽ là sẽ hạn chế các chương trình. Như ở Đà Lạt thì festival hoa Đà Lạt thì coi như là hủy rồi, không có tập trung các lễ hội nữa. Còn Tết Tây thì tháng mấy nữa, hơn tháng rưỡi nữa, 6 tuần nữa thôi. Noel là thấy nôn nao rồi ha. Ở đây chúng ta quẹo qua con đường Tân Mỹ, đồng ngồi lại đồng Vĩnh, ừ. Đó, khu vực chợ Tân Mỹ nè. Bán xôi sinh tố rồi nước ép trái cây rồi phim hả, rồi phim rồi trái cây rồi cá viên, cá viên chiên, cá viên chiên, trái cây, trái cây, chỗ bán hơi khô hả, chỗ bán iPhone, à, chỗ bán iPhone, Kinfood, cửa hàng Kinfood ở quận 7 này, cửa hàng Kinfood là cũng là một trong những cửa hàng lớn bán đồ đồ ngoại không à? Bán trái cây à, bán sữa, cái gì con? Thương mại đó. Cái siêu thị thương mại kìa. Siêu thị làm sao? Thương mại. Nãy ở đây tối tối thì sao ta? Cái dãy nhà ở đây để rất là lâu rồi nè, phải 10 năm có, mà không thấy ai thuê, không thấy mở gì hết trơn. Có cái shop con cưng ở đây. Xe nước ép trái cây. Bây giờ ở ở Sài Gòn cũng nhiều xe bán đồ ăn lưu động. Giờ mở mặt bằng ra, mở quán xá rồi ra, tốn tiền mặt bằng, chi phí cao. Giờ thôi sắm chiếc xe tải nhỏ nhỏ, hay là chiếc xe 16 chỗ, xe khách. Nghĩa là thành cái quán di động luôn. Xe khoảng chừng 1-200 triệu thôi. Ở bên đây khu bệnh viện Pháp Việt. Bệnh viện khám tim. Ờ đúng rồi, bệnh viện khám tim nữa. Sao đâu biết hay vậy? Thì có hình cái tim là thấy rồi. Có hình trái tim là biết rồi. Ủa trái tim tiếng Anh là gì các em? Tim là heart. À đúng rồi. Trời. Xe gì vậy? Giờ đâu muốn ăn cái gì? Ăn kem. Kem à? Kem tối về hồ. Kem ho không? Ăn cá. Ở bên đây có quán kem kem trái dừa. Ủa quên gì? Kem kem dừa Côn Đảo. À, phía trước ta đó là giao lộ Nguyễn Văn Linh với Nguyễn Lương Bằng nè. Mình đang đi trên con đường Nguyễn Lương Bằng, đi hẳn về Nhà Bè nè. Mình chạy vòng vô khu Hồ Bán Nguyệt. Rồi mình sẽ kết thúc video clip ngày hôm nay, dạo một vòng Nguyễn Thị Thập, quận 7, rồi đi qua Phú Mỹ Hưng. Thẳng Nguyễn Lương Bằng này mình đi về Nhà Bè. Rồi ngay nút giao đường Hoàng Quốc Việt, nếu mình quẹo trái thì ra khu vực bờ sông, cũng rất là mát mẻ. Ngay khu mà có cái tòa nhà hình tròn. Ở đó chơi luôn. Ở đó chơi luôn hả? Ở
Mình con chơi ngoài đường hả? Con chơi với ai rồi đó? Chơi với em vừa con đảo ở nhà ở đâu ấy giữa giữa tòa nhà Paragon. Paragon hồi xưa à, mình quẹo đường này thẳng đường này là mình đi vô chỗ chỗ siêu thị Regent Mall hả hả. Con nói gì? Đi ngang thôi chứ ở đây chưa cho con nít vô. Nghe chị Nhung nói vô mà nó còn canh luôn cái trong nó còn canh luôn trong xe hơi mà mình cứ chở theo cho em. Thì đúng rồi, con nít không được vô mà. Chưa có thẻ xanh mà. Chưa chích ngừa mà. Dịch đi vô. Ừ, nào hết dịch đi vô. Không có chích ngừa. Rồi đi quay phim xong rồi, ba đón nha. Có mày vô cây mà lắm. Thôi, ở khu đông dữ. Chị em không được vô nên chơi ngoài này nè. Ở đây là khu vực Hồ Bán Nguyệt nè. Hồ Bán Nguyệt là sao ba? Là nó có nửa mặt trăng đó. Giống như cái mặt trăng nó bự đúng không? Ừ đúng rồi. Hôm nay có nửa mặt trăng thôi. Gọi là Bán Nguyệt. Cái xe mà xe điện này, cái này cũng đúng đúng hả? Ờ đúng rồi, sao biết? À, đúng rồi. Mercedes là của nước Đức phải không? Ờ biết thầy Phan Anh là ai? Ờ đúng rồi. Thì cái biển số người ta dán ở trong cái khung lá cờ nước Đức. Hả? Hả? Ba đi quay một nước xong đi rồi con. Và ba đâu? Thôi ba đâu có đi đâu đâu. Ngồi đông lắm con ơi. Ồ người ta ngồi quá trời luôn. Ở đây là con đường dọc theo Hồ Bán Nguyệt. Nhà ba gửi xe đi. Đâu còn người ta đâu có nhận gửi xe đâu, người ta thấy con nít người ta đâu có giữ. Nó đông quá trời luôn. Đập cái em này vô. Ê chứ ở nhà ai lo đâu. Để ba coi coi có quán kem nào không. Ồ, bên này nè quá trời luôn, người ta đi bộ nè. Rồi thôi, video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Giờ kiếm chỗ cho Đồng ăn kem rồi đi về. Rồi giờ Đồng chơi xíu về. Đúng rồi, chơi xíu về. Rồi Đồng mới ban bà cô chú đi Đồng. Bà cô chú. Rồi có nói gì không? Đồng có nói gì nữa không? Ủa? Nói gì? Chúc bà ngủ ngon. Chúc bà cô chú ngủ ngon. Hả? Vẫn què vậy. Rồi ba anh chị và hẹn gặp lại. Bye bye rồi. Ở đây nè. Ở đây là chỗ bán cái ông già bán bánh bông lan phải không? Đúng rồi, cái bánh hồng.
rồi xuống.